kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm, cưới mây man vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim anh cồn cao và da diết trong nỗi nhớ, dường như anh nhớ về em. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Anh Phương có nhìn thấy khán giả giơ cánh tay lên được không ạ? Cheer, cheer, cheer. Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm, cưới mây man vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng ôm cho anh yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hững hờ, để tim anh cồn cao và da diết trong nỗi nhớ, dường như anh nhớ về em. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Ngôi sao trên cao, khăn gió, chẳng hề cô đơn, mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Con ơi, cô hỏi thăm á, cái khăn gió ấm này là cho luôn hả là con? Là tặng luôn á. Ủa lấy lại hả? À, lấy lại chứ trời ơi. Con tặng cô luôn. Không, cái này là của người yêu con đem về đi. Chứ không thôi được, cô chỉ nhận vậy, cô diễn với con thôi, vậy được rồi. Nhưng mà con chưa có người yêu nên là không có ai sử dụng hết á. Chương trình này phát ra sẽ có người mê con. Đó. Rồi. Nhân tiện quảng cáo luôn là chưa có người yêu đó nha các đó, bạn. Đó, nghe không? Ngày hôm nay thì Hải Đăng Du đã hóa thân thành nam ca sĩ Khánh Phương. Bình thường cái giọng của Hải Đăng thì là nghe nó trong, mà khi hóa thân thành anh Khánh Phương thì giọng nó sẽ hơi khào và có một cái độ khàn nhất định. Thì trong quá trình tập luyện thì em có khó khăn không? Có bị đau cổ không? Khi mà em gần giọng xuống thì có một chút giống anh Khánh Phương, nên là em
gửi cho đêm đen lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió. Đang bây giờ nếu như em đã làm lại như vậy thì bây giờ em thử làm thêm một tí nữa đi, tức là cũng gằn giọng như vậy nhưng mà em phà cái hơi ra nhiều hơn một tí. Gửi cho đêm đen lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió. Tức là ngoài cái chuyện gằn ra thì anh nghĩ rằng cái hơi nó phải đẩy ra nhiều hơn một tí nữa. Đó, cái hơi của anh Khánh Phương anh hát á, anh đẩy hơi ra nhiều. Đó, cho nên là nó sẽ rất là khó cho chúng ta. Bởi vì nếu như mình không kiểm soát tốt á thì mình chỉ hát được có một cái câu ngắn thôi là mình hết hơi rồi. Đó, cái hay cái giọng của Khánh Phương là như thế. Nó dày, nó khàn, nhưng mà có cảm giác là anh hát là hơi rất là nhiều. Và mình phải kiểm soát được cái luồng hơi của mình để mình lấy làm sao mình hát nó vừa có đầy đặn cái hơi đó mà vừa có cái sự khào khào đặc trưng đó, thì nó mới ra cái chất của Khánh Phương nhiều hơn nữa. Cảm ơn ạ. Dạ vâng ạ, à, cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa ạ. À. Dạ, xin mời giám khảo Mỹ Linh. Chị hoàn toàn đồng ý với cả anh Nghĩa. Để mà bắt chước được Khánh Phương thì thực ra là không phải là khó. Bởi cứ khào 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 cái giọng ra là sẽ dạ. giống anh Khánh Phương. Tuy nhiên là cái đoạn khào mới là đoạn khó. Vì là phải có nhiều hơi. Cái này là em còn đang thiếu. Nhưng mà hôm nay em làm rất là tròn vai và biểu diễn một cái bài đầy đủ sạch sẽ từ đầu đến cuối. Sao mà còn ra đây tặng khăn cho cô nữa mà chị hơi ghen tị đó. Đáng phải mang hai khăn chứ. Đúng rồi, trời ơi, quá à, thiếu sót quá. Quá thiếu sót đây. Đấy là thiếu sót. Dạ xin lỗi, dạ đại diện bé xin lỗi. Con dạ. Năm nay con nhiêu tuổi? Dạ, năm nay con 20 tuổi ạ. 20 tuổi, phải vài năm nữa mới có kinh nghiệm tặng hai ba người. Đấy, vài năm nữa sẽ tặng hai ba người một lúc và giọng nó cũng khào hơn ra. Hơi nó cũng dày hơn là chắc chắn là vào vai Khánh Phương là sẽ chuẩn hơn. Tức là thời gian làm nhuốm màu giọng mình đi đó phải không chị? Đúng rồi, nhưng mà thôi, nếu mà tập cái giọng đó thì hỏng giọng. Nhưng mà nè, cái clip mà em chọn á, nó lại là một cái chương trình mà anh Khánh Phương mới tham gia chương trình mới gần đây. Thì cái giọng của chúng ta nghe bây giờ so với cái giọng mà chúng ta đã vốn quen thuộc với cái bài Chiếc Khăn Gió Ấm này á, nó có một cái sự khác biệt. Có phải chăng vì điều đó mà em đã chọn cái bài này hay không? Em chọn clip này thì vừa nãy em hát thì giọng em đã khào hơn với cả sử dụng nhiều hơi hơn so với cái clip mà so với clip này là có khào còn hơn. Nếu mà so với cái bản gốc của bài hát thì giọng em vẫn chưa hoàn toàn đó. Sử dụng nhiều hơi như anh Khánh Phương. Cho nên anh mới nói rằng là khi chúng ta chọn bài chúng ta sẽ phải chọn những cái bài nào mà nó đặc trưng nhất, nó dấu ấn đậm nhất của cái người nghệ sĩ đó để chúng ta có thể nghe ra. Cho nên là khi em hát ra mặc dù là nó đúng với cái clip em lựa chọn nhưng mà nó lại không nghe ra đúng cái chất mà Khánh Phương vốn dĩ đã là cái sự quen thuộc với mọi người bằng cái tiếng hát đặc biệt đó của mình. Đó là cái lời góp ý của anh thôi nha. Dù sao cũng chúc mừng em đã có một cái bài hát thành công với cái bản clip mà em đã lựa chọn. Cảm ơn những lời góp ý đến từ anh Đại Nghĩa và cả chị Mỹ Linh. Còn ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe lời nhận xét đến từ giám khảo Kim Xuân. Xin mời cô ạ. Những lời góp ý chính xác thì cô Mỹ Linh với lại Nghĩa đã nói với con rồi. Và cô thấy là cái tuổi con còn rất là trẻ. Cô hy vọng là với những cái góp ý không phải mà đâu phải dễ lúc nào cũng được nghe đâu, thì sẽ là con rút kinh nghiệm để con làm tốt hơn cho cái con đường ca hát dài dài của con. Và hy vọng là sẽ gặp con trưởng thành và con sẽ cộng với những cái lời góp ý này, con sẽ là một cái người được rất là nhiều khán giả yêu mến. Chúc mừng con đã đến với gương mặt thân quen. À, cô và anh chị ạ. Dạ cảm ơn cô Kim Xuân rất là nhiều. Và một lần nữa xin chúc mừng Hải Đăng Đô.